cái ngôi mộ tốt hay còn cái mộ cát ấy, thì không bao giờ có cái triệu chứng là chuột bọ nó đào này nha. Mà cái ngôi mộ này của ông là lên là xương đen, nay mai mọi người bốc lên xem là xương đen sạch hết rồi, ngôi mộ này cụ đào lên sạch hết rồi nha. Cái này nay mai sang cắt cho ông, còn cái thời điểm này tí phải đưa về xem cái nơi nơi về đấy, cái nơi chuyển về cho ông. Mộ cụ là sạch hết rồi nhá. Đây là bố em đấy. Cái mộ này mà bốc lên là trong kiểu có bùn, bùn trôi vào. Trước cái chỗ này đào xuống là dưới đất mềm, cho nên là nó có bùn. À, cái này phải đưa lên ông lên. Có đất đưa về chưa? Em theo bọn kia. Đây nhé, nói mọi người là cái khi mà chúng ta để quan sát được cái mộ hung cái cát nhé, để chúng ta biết được cái thứ nhất này là khi mà chúng ta ra chúng ta xem mộ đấy mà chuột nào, nếu mà cái ngôi mộ mà có cái cát khí đấy, có cái địa khí tốt nhé, là không bao giờ là chuột bọ rắn rết mà nó vào nó đục mộ này. Vì nhá, khi mà cái mộ tốt, nó có khí tốt đấy, là cái năng lượng ở trong cái mộ này nó phát ra đấy, nó tức là cái tần số năng lượng của cái mộ nó phát ra là nó không trùng với lại cái con chuột đấy, cũng như là con người chúng ta không bao giờ ở những chỗ ẩm thấp, hay là con ong ấy đấy, ví dụ con ong nó không bao giờ nó ở những chỗ ướt, tức là khi mà nó ở một cái môi trường nào nó phải phù hợp với lại cái cơ thể của cái con động vật đó. Như cái ngôi mộ mà cái nếu mà cái ngôi mộ tốt hay còn là cái mộ cát ấy, thì không bao giờ có cái triệu chứng là chuột bọ nó đào này nha. Mà cái ngôi mộ này của ông là lên là xương đen, nay mai mọi người bốc lên xem là xương đen sạch hết rồi, ngôi mộ này cụ đào lên sạch hết rồi nha. Cái này nay mai sang cắt cho ông, còn cái thời điểm này tí phải đưa về xem cái nơi nơi về đấy, cái nơi chuyển về cho ông nhé. Đi đi về cái lối kia. Mộ này cũng sạch rồi nhé. Mộ này cũng sạch. À, 1975. Năm nay lên được. Năm nay lên được nhé. Để chờ đấy. À, mình làm trò chứ không phải lấy gì, không của người khác đấy. Ông mày ăn lên trên đồ kia, trên kia con lên trên kia, cái đoạn đất cao trên kia mới có ông mày. Ngoài này đây không không. Đây không có. Chỗ này chỗ đất trũng, nhà trước là cái ruộng trũng hay gì đây, cái khu trũng mà. Đây, ông mày báo lên trên. Chỗ này không có ông mày. Còn chỗ nào khác không? Trên kia là bên đây còn nhiều loại giống. À, cái kia không còn lắm. Nếu có lên chỗ của ông thì sao? Ông nha. Nó đi lên chỗ của ông.
đây này, đây có này, đây có trên nằm trên cái đường long mạch đi qua đây, đường long mạch ăn chéo chỗ này, chỗ này đây này, đây này. Nhưng mà cái chỗ này em phải kiểm tra khi dọn cái cỏ này, em phải kiểm tra dưới này xem có người nào chôn chưa đây. Em này em phải cuốn xuống hỏi xem là đây có ai không. Cái rồi như này, như này, cái này có mạch khí này, mạch khí cái này hơi sâu nhé. Sâu ạ. Cái ai có hỏi đây? Chính khí luôn, là phương nam, là đứng hướng này luôn. Cái này có của ai chứ vậy? Trước qua ai chôn gì vào đây? Cái này nhưng mà xong gia đình mình mới cứ cẩn thận thốn nó xuống nhé, xuống cho đâu lâu năm trước là nó có cụ nào dưới đây. Đấy, thầy cũng khuyên mọi người nên là khi mà chúng ta mai táng cha mẹ ông bà chúng ta mà đừng bao giờ đào về khác đi, đào tiểu người khác đi để cho nhà mình nha. Chúng ta thốn rộng chỗ này mà trường hợp mà không có tiểu đấy thì sẽ đưa ông vào đây. Chỗ này ông có địa khí rất tốt nha. Cái này đây, đây cho mọi người xem này, đây này, này mạch khí có này, mạnh luôn đây này. Cái mạch khí này ăn hơi sâu cho nên tất cả từ đây chưa nhà nào chạm đây, chỉ khoảng đặt từ đây trên đây xuống chuồng mấy chục phân thôi. Cái này mà cái chỗ này từ đây chúng ta đào từ cái mặt này xuống nhé, đấy khoảng 1m6, phải đủ độ sâu 1m6 mới đến long mạch nha. Không phải đến long mạch. Bây giờ nhé, nói bà mê các bác này, một là nam, các mọi người có quan niệm là vùi cha mẹ chồng con chúng ta sâu à? Người ta nói là mồ yên, yên là phải đủ độ sâu nhá. Cái hai nữa, muốn cho con cháu được hưởng phước là phải đặt được vào long mạch. À, các bác có thấy là bây giờ nó có cái công nghệ mà thụ thai nhân tạo không, là nó phải đặt cái phôi đấy vào đúng vào cái quả trứng đấy, thụ đúng vào quả trứng mới gì, mới sinh ra đứa trẻ. Chúng ta muốn kết phát, muốn con cháu mai sau khỏe mạnh bình an phú quý giàu sang, mà này đặt hời hợt ở trên mặt đất này thì phú quý gì. Chúng ta phải đúng độ sâu, cái này đúng từ cái mặt đất hiện trạng này đào đúng 1m6 nha. Đây đây đây, xung quanh như này. Dài bao nhiêu đây? Đây, từ từ đã. Đầu tiên là cái độ sâu nhé, mọi người ghi vào 1m6 này. Cái hướng này nhé, tức là lập cái tọa độ này là 177 độ nha. Mọi người lưu ý và đúng 100, tức là cái hướng em lập là hướng chính ngọn này, 177 độ này. Chính khí, tức là lập được 177 độ, độ thì được vượng tướng nha, được mạch vượng tướng. Còn là tuần vượng tướng bính ngọ, nhâm ngọ và bính ngọ nha. Vát phân xương, tức là mai sau con cháu rất là thông minh, đỗ đạt, nhưng phải làm kiểu gì là phải đảm bảo cái độ sâu như vậy nha. Thế còn cái kích thước, chỗ này cũng chỉ đạt từ một cây mộ thôi. Kích thước làm sao bây giờ thầy tính được kích thước thiên môn nhé, chứ không phải chúng ta xây to bên ngoài đâu. Đấy, tức là cái nọt nòng bên trong này được khoảng 1m34 chiều dài đấy, phải 1m66. Đây này, cái này rắn hổ mang này. 1m34 với lại 1m chiều này này. Chiều này là 1m66 là chiều ngang 1m34, còn đấy là lọt bên trong. Còn bên ngoài mọi người làm như nào tùy. Và cái thiên môn ở trên nhá là phải để rộng ra. Đấy, chiều ngang 66, chiều dài 1m. Cái thiên môn chứ không phải để bé con như kia đâu nhá. Nhá. Nó nằm ở kia. Cái kích thước chiều cao thì từ cái mặt nền này nên cao chừng, bây giờ tùy theo mức mình làm, bây giờ nâng lên phải nâng ông phải cao như cái bên cạnh này. Xong tính từ cái mặt nền đây để cho mọi người dễ hiểu.